Bởi vì mình sợ rằng là con chưa có phù hợp, hay là không thích ăn, hoặc là không có chịu ăn, hoặc là gặp những cái vấn đề táo bón như các mẹ hay than trên các trang về ăn dặm. Thật ra thì mình rất là hoang mang trong cái thời gian đó. Chính vì thế thì mình cùng với chồng cũng thảo luận xem rằng là sẽ cho bé ăn theo những cái phương pháp ăn dặm nào và ăn như thế nào để cho bé chịu hợp tác. Trộm vía thì bé nhà mình lại ăn rất là tốt và không hề bị táo bón một chút nào cả. Nhưng mà mình để ý rằng là bé tăng cân rất là chậm, chậm lắm luôn. Thậm chí là vài tháng liền thì bé lại không tăng được một lạng nào cả. Với cái vấn đề này thì cả hai vợ chồng mình đều lo lắng. Và mình cũng thử đủ những cái cách như là thay đổi các cái loại sữa cho con, thay đổi bữa ăn liên tục đa dạng các chất. Và khi mà nghe mọi người nói về những cái vấn đề mà tăng cân khoa học là mình mua và cho con thử, nhưng mà bé lại không tăng cân một chút nào cả. Đã vậy thì hễ đi đâu thì lại có người lại bảo rằng là ôi sao bé lại gầy quá, hoặc là sao bé da lại còi thế, vân vân và vân vân. Đây lại là một cái vấn đề làm cho mình cảm thấy stress vô cùng. Rồi một thời gian á, khi mà mình đến chỗ làm á, thì mình có nghe các chị cùng cơ quan có nói rằng là bé con nhà chị ấy dạo trước cũng bị y chang tình trạng con nhà mình luôn. Và chị có dùng cho bé cái dòng sản phẩm là Nori Kids Plus và thấy bé có tăng cân một cách rõ rệt. Trong cái thành phần của Nori Kids Plus này á, thì có Aquamin F quý hiếm, có đến 32% canxi, lại được bổ sung thêm vitamin D3. Không những cân nặng của con được cải thiện mà chiều cao của bé cũng tăng một cách rất là đáng kể. Nghe được như thế thì mình vui lắm, bởi vì có một cái dòng sản phẩm mà con vừa được tăng cân nè, vừa lại tăng được chiều cao thì tội gì mà mình không thử, phải không các mẹ? Trước khi dùng cho bé nhà mình á, thì bé nhà mình hay ốm vặt lắm. Mình cũng không có ngờ rằng là Nori Kids Plus lại tốt đến vậy. Không những giúp cho con tăng cân nè, phát triển chiều cao, mà đề kháng của bé được cải thiện rất là nhiều và ít ốm vặt hơn trước rất là nhiều đó các mẹ. Với cái loại Nori Kids Plus này thì mình thường mua để sẵn ở trong nhà. Và cái loại này thì mình thấy họ phân ra từng cái ống nhỏ như thế này thì cũng rất là dễ uống. Mỗi lần cho bé uống thì chỉ cần tách một cái phần ống này ra là được rồi các mẹ. Và cái hương vị của loại Nori Kids Plus này thì nó cũng dễ uống, nên trộm vía là bé nhà mình cũng rất là hợp tác. Hy vọng với một chút chia sẻ của mình thì các mẹ có thể tìm thêm được một cái dòng sản phẩm để giúp cho con mình có thể tăng cân một cách khoa học, phát triển chiều cao và cái hệ miễn dịch của bé được tốt hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ của mình và hẹn gặp lại cả nhà trong những chia sẻ lần sau. Xin chào tạm biệt.